Đây rồi, AC của game thủ Phạm Thành Quang. Bãi quả đầu là khá đẹp. Không có chơi BG như vậy là mắc binh rồi. Đã thấy bay hiệu đầu. Soi tham khá nhanh. Tôi nhìn thấy một quân với một cái tên khá ngắn, không biết có phải là Minh Hoan không. Minh Hoan hay là Roman. Đây rồi, một thế bài rất khung dành cho AC rồi. Nhưng tôi đang lo ngại là chưa nhìn thấy đồ ăn quá nhiều. Mới chỉ là một bầy hiệu đầu thôi. Thế nhà thì là khủng quần. Thêm một bầy hiệu nữa. Chưa thấy voi và bãi quả phụ. Bầy hiệu đầu cũng không quá to. Đây rồi. Voi và quả phụ. Đôi voi. Cũng đã thấy luôn. Như vậy là đã đủ rồi. Chiếc bé đầu thiết kế rất sơn. Vậy là cái khe rừng vẫn còn hở một chút. Và còn vòi chết hơi lỗ. Vẫn ăn được. Các bạn thì nhìn thấy là thế nhà của AC quá mắc binh. Đường vào cũng là rất khó. Bài này nếu như game thủ màu 5 game thủ với chiến hải lên đường rất khó để có thể công ở nhà của AC. Con cửa gì một duy nhất đó là công ca thôi, nhưng không biết là anh có làm như vậy không. Chúng ta phải chờ xem. Khi mà trận chiến chưa bắt đầu thì chưa thể nói trước được, cũng giống như trong bóng đá vậy. Chưa kết thúc thì chưa biết ai là người. Một bài đánh AC 26 dân của game thủ Phạm Thành Quang. Bài này AC sẽ cùng nhà và đánh cùng quân. Chơi VAC là một loại cung tuyển. Không như vậy là một năm cầm Phonesian. Không biết một năm anh sẽ đánh cung hay là đánh chơi. Có giò tiếp không? BB đóng ở đây. Không như vậy là một bài rộng của AC. Cái này cần 3 chiếc BE để có thể
Số con cho. Rồi, nhà và BA đóng dưới dốc. Và không biết là khe rừng già và con vực kia có con hổ có cần kiểm tra lại một hơn không? Erectus. Papadak. Đây là nhà màu 5 của game thủ Nguyễn Tiến Hải, nằm ở góc 5 giờ. Đã lên 3 xong rồi. Vậy là một bài LC với 5 BA. Như vậy là Phone sẽ đánh thẳng cung luôn. Quyết định solo cung R. Và đã có con cung T đẩy sang nhà của game thủ Phạm Thành Quang rồi. Không biết là Phone đánh mấy BA. Nếu như solo cung R thì AC vẫn được đánh giá là cửa trên hơn so với Phô. Phô thì được đánh giá là phát triển và tay to nhanh hơn là khi mà Phô thì lợi thế về gỗ. Rồi, cần phải chắc chắn với những điểm yếu của mình. Phô cũng đã có tên cuộc đời đầu tiên rồi. Sắp cũng là tên mới đều của những cuộc đời phạm thành quan. Đơn giản bởi vì anh như vậy là đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Đang là trận chung kết đầu tiên cho game thủ Nguyễn Tiến Hải rồi. Đang ép VA của Phoenicia rồi. Và như vậy là cửa thắng đang là rất cao rồi. Rất đông như con cung R ấy chị. Và như con R-Fo thì không có cửa. Và như vậy là tỷ số là 3-0 về phía của cầu thủ Phạm Thành Quang, rất nhanh và rất nguy hiểm.